Cũng trong sáng nay, quận Thanh Khê đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên Tân Bình có chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Năm nay, Thanh Khê được giao 226 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 177 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 49 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đặc biệt, toàn quận có 6 thanh niên nữ tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thanh niên nhập ngũ được xét chọn đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức và sức khỏe. Tiễn con lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc, nhiều bậc phụ huynh không giấu được xúc động. Cháu học đại học tốt nghiệp đại học, xong học tiếp cao đẳng. Sau khi học cao đẳng rồi thì cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thôi. Thực ra thì tâm trạng cha mẹ là vẫn vui thôi. À, có cái là đi làm tư tưởng cho con, thì cách đây cũng à, tuần 10 ngày đã làm tư tưởng là à, ổn định rồi. Theo đánh giá, thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay của quận Thanh Khê có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ tương đối cao. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và ý thức thanh niên được nâng lên rõ rệt. Trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận và các phường đã tổ chức phát lệnh nhập ngũ, gặp mặt, tặng quà gia đình và thanh niên trúng tuyển, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Hiện nay, là công dân lên đường nhập ngũ là đảm bảo 100, 100% chỉ tiêu. Về chất lượng tuyển quân năm nay, so với năm trước, nó đạt tiêu chí cao hơn kể cả về trình độ văn hóa về độ tuổi về sức khỏe về học vấn và các cái điều kiện khác đảm bảo hơn hai năm bảo chất lượng bảo đảm chất lượng hơn 2022 226 thành niên ưu tú của quận Thành Khê được này được giao về 7 đơn vị gồm bộ đội biên phòng, công an thành phố, trung đoàn bộ binh 971, Lữ đoàn Thông tin 575, Sư đoàn Không quân 372, Trung đoàn Bộ binh 143, Sư đoàn Bộ binh 315. Đây sẽ là đội ngũ kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống, các thế hệ cha anh, đem sức lực và trí tuệ, cống hiến cho quê hương đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc.